Xin chào tất cả mọi người. Chào. Hôm nay anh Thịnh lại qua chơi. Giờ anh là một thành viên mới của Góc Chia Sẻ. Và hôm nay mình sẽ có một cái trắc nghiệm dành riêng cho anh Thịnh. Và anh cảm thấy giờ rất là hứng thú. Không hứng lắm đâu. Để gia nhập vào Góc Chia Sẻ thì có một cái trò trắc nghiệm này khá là vui. Và cái trò này mang tên là tay nhanh hay rắn nhanh. Thì cái cách cái trò chơi này á là con rắn này sẽ được thả ra và sẽ làm cho tức lên bắt đầu thả ra. Thì anh Thịnh là người đối diện với lại con rắn này. Và con rắn này là hổ giận. Nó khoảng chừng 1 kg gì đó. Con này con hổ ngựa, hổ báo chứ. Ơ quên, hổ ngựa. Đây là con hổ ngựa. Thì cái loài này thì nó khá là nó khá là gọi là hung, rất là dữ. Thì anh Thịnh sẽ dùng một tay và để như này để cho con rắn nó nhào tới. Và tay còn lại anh Thịnh sẽ phải chụp khi nó xong tới tay bên kia anh Thịnh và chụp lại nó. Mình có cái gì mà gia nhập cách khác để gia nhập mà không cần gửi qua này không? Đây là một cái bài trắc nghiệm để anh gia nhập vào Góc Chia Sẻ. Mình trắc nghiệm khác đi. Đây là một cái trắc nghiệm gọi là đơn giản nhất. Hay giờ anh thích đi bắt cá sấu hay thì là rắn đơn giản hơn rồi đó. Căng. Sao không mặc anh? Không. Để em lau bớt cái mồ hôi của anh hả? Sao mặc quá. Bây giờ anh có quyền từ chối. Sao anh Thịnh? Từ chối có vô vô không? Hả? Không. Hả? Không. Muốn vô là phải bước qua cái ải này không? Đúng. Muốn vô chơi được nhưng mà muốn gia nhập là phải bước qua cái ải này. Mình điện cứu thương là số mấy? Không sao hết. 114 á. Không sao hết. Em ở đây em. Sao có vẻ như anh đang hoang mang anh Trọng ơi. Anh Thịnh đang hoang mang quá nè. Không, mình kêu cứu thương mình đợi sẵn ngoài đi. Không sao hết, em có con rựa sẵn sàng hết rồi, anh yên tâm. Con rựa đó anh chị. Cái con ngựa thường thì em mổ gà mổ vịt nhưng mà không sao hết. Có em ở đây là anh khỏi phải lo. Có nghĩa là mình làm dính chỗ nào chặt chỗ bỏ cho đó hả? Không đâu, loài này được cái đặc thù là thì cũng như là y như chó con mà. Không có gì đâu, như chó. Ủa, cũng được. Nó tán như chó cắn vậy thôi. Chứ không có gì hết. Còn chó con cũng là con chó vậy. Thì bây giờ mình sẽ tới cái tiết mục gọi là thả rắn, chọc rắn trước. Mình sẽ cho vô một cái thùng bên kia, các bạn có thể thấy. Thì để chọc nó, để cho nó gọi là hung dữ. Chúc anh cho em 10.000 bắt nhẹ nha cưng. Anh cảm thấy anh chuẩn bị chưa? Đâu anh gồng lên cho mọi người nhìn thấy cái coi. Trước khi lát anh không gồng gồng nữa thì giờ mọi người hãy chiêm ngưỡng giây phút anh Thịnh đang gồng. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiết mục là bỏ rắn vô trong cái thùng. Rồi chuột bỏ vô trong chuột. Chưa. Rồi. Từ từ hãy em bỏ. Chuột con này nó cắn em sao? Cho cắn thử đi. Không có. Rồi đậy gõ lên liền nha. Cái nguyên tắc cơ bản là anh đừng có nói câu đó. Anh đậy cái gõ lên liền đi. Ừ. 1 2 3 ném nó xuống. Rồi. Bây giờ cái cảnh lách thì mình sẽ tạm thời cho nó qua một bên. Và mình sẽ tiếp tục phỏng vấn anh Thịnh. Lý do là sao mà anh đến với Góc Chia Sẻ mà anh muốn gia nhập để mà trải qua một cái trắc nghiệm cực kỳ gọi là đơn giản này? Chung là bị lừa thôi chứ không muốn đâu. À, bị lừa hả? À, bị gạt thôi. Bị lừa gạt. Không, ở đây không có lừa gạt. Anh hãy nói cái ý định tại sao anh muốn gia nhập vô Góc Chia Sẻ. Cũng muốn gia nhập phải không? Đến nha, cũng muốn vô, muốn nháy. Chiều vợ cho uống mấy lon bia cũng khùng vậy, em ra thí nghiệm mà. Và đó. Đây là anh Trọng, là ủy ban kiểm soát của Góc Chia Sẻ. Thì trước đó anh cũng có từng chụp vài con rồi. Nhưng mà do là tình tiết là gọi là khá là làm là gọi là rùng rợn cho nên là mình sẽ không có đăng cái cảnh đó lên. Và anh Thịnh này thì ảnh muốn gia nhập cho nên là ảnh sẽ trải qua một cái bước đơn giản đó là chụp con rắn. Quá là đơn giản. Đúng không anh Trọng? Anh Trọng là người làm chứng nha. Chụp con cá nữa dễ hơn. Anh sẽ dùng camera riêng của anh có thể giám sát công việc gọi là cuộc thi này. Không, mình chụp con cá thì nó dễ hơn á. Hôm qua anh chụp cá lóc sảy rồi á. Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Con cá là mới quay cổng rồi, chưa vô. Con cá chỉ là cái gọi là vô chơi thôi. Có nghĩa là
Có lẽ là muốn bận được cái áo gốc chia sẻ là phải bước qua giai đoạn này đúng không? Không phải bận, vậy như anh vô chơi thì được, nhưng mà khi anh đã gia nhập vô cái hội gốc chia sẻ thì anh phải bước qua một cái giai đoạn gọi là thử thách đơn giản, đó là chụp được con rắn thôi. Hả? Và thử thách đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình chọc rắn đi. Rồi, chuột bắt đầu chọc rắn. 20 ngàn em bắt nhẹ thôi, 20 ngàn. 20 ngàn. Ở đây có ủy ban kiểm soát nha anh. Anh yêu cầu anh xuất ra một bên. Và chuột bắt đầu chọc cho con rắn tức lên. Qua giờ anh em mình cũng cho giao lưu cũng rất là nhiều rồi không? Anh xích qua một bên. Lo anh luôn bây giờ. Anh táp luôn nha. Bây giờ là sẽ thả con rắn ra. Nó tiến tới không à, nó không kè. Nó chỉ nhỏ mà. Tại cho nó đánh anh, tại cho nó đánh anh. Úi có thấy chưa? Tật cái tật. Nó nè. Không đang kẹo đâu. Anh hiểu thấy trò chơi chưa? Có nghĩa là một tay đưa trước, một tay mới chụp. Nãy giờ là anh vẫn chưa có đúng trò chơi đâu nha. Chưa góc đầu thôi mà. Đưa qua đây, đưa qua đây, đưa qua đây, đưa qua sắp đây. Chưa điên. Nắm nắm cái đuôi nó kéo ra ngoài đi. Đúng rồi. Đó, nó mới góc đầu rồi đó. Chú là mình nắm đuôi trước đi, mình nắm đầu đó. Đây đây, anh kéo qua đây đi. Cái trò chơi này là phải mang đúng cái này nè. Xích qua đây, bên đằng sau anh nè. Xích xuống. Mệt rồi. Mệt quá. Đó, nó mới góc đầu lên. Anh phải đưa một tay lên, một tay kia chụp. Nó cắn cái tay này sao? Hả? Không máu rồi nè. Vừa nước mắt anh nè. Dính răng anh nè. Nhưng mà anh vẫn chưa chụp được giờ, anh có từ bỏ không? Chụp rồi mà. Chưa, cái đó chưa là gọi là chụp. Ôi vậy nữa hả? Một tay đưa trước, một tay kia mới chụp. Đúng cái trò chơi, cái tay kia đâu? Tay kia để im, chơi đằng trước đó. Thịnh. Mệt quá. Hả? Yếu chim, cái lòng yếu tim. Đó, đó, cái này chúng ta cũng đi con. Đó, nó, ngoài đã cho lẽ con. Bém nó con. Bém nó. Biết rồi, yếu ngoài rồi. Chúng ta nằm đâu đó. Con này nó chưa góc đầu lên. Đúng ra cái trò đúng ra anh á là phải dư này nè. Tại bây giờ để đúng nữa hả? Tại vì anh vẫn có chưa có gọi là để tập đoàn làm cho anh coi đúng không? Đó, đó, đó. Đó, mở tay ra đi. Tay vào trước, tay trước luôn. Khi nó tát nó phóng hướng của anh à, đó chụp không thì mới chụp mới là gọi là đúng không? Để tay coi lại coi, để nè, bây giờ anh sẽ xích qua đây, anh xích qua đây, anh vô vào vị trí này đi. Thôi anh chỉ đây làm mà không có cái này, em đã vượt qua hàng ngày anh rồi chỉ đi nữa hả? Đúng rồi, sao phải nhiều tập vậy? Anh chụp như vậy anh chụp cũng được hết á. Phim lại con tập à? Bây giờ anh đưa cái tay trước nữa một gang, tay kia anh chuẩn bị khi nào nó phóng tới anh sẽ được chụp. Cái đó là đúng quy luật á. Đúng gang luôn hả? À còn gang. Đòn gan mà ngón cụt là còn ngắn nữa. Ngón còn nguyên, ngón còn nguyên. Ngón nhiều thằng hết là con cút à. Mình coi. Anh để em cái tay trước đó. Rồi sao? Xét vô, cái đó là ba gan rồi. Cho nó ngóc đầu lên. Cho nó ngóc đầu lên. Sao nó ngóc được, nó không ngóc. Lỡ thử vậy. Bị á. Bởi vậy anh chưa có vượt qua được. Khổ quá, có con gan nha. Khổ quá. Cái vụ mà thằng nhóc mà đồng tên, cảm ơn mọi người. Không, mình phải buông cái này nó mới góc đầu. Chậm chậm cái đầu nó mới góc lên. Có nha, gan nha, có nha, tính nha. Chưa, anh phải đưa tay trước mặt nó coi. Nữa rồi á. Khi nào anh phải đưa trước mặt nó coi. Đưa rồi. Không có, phải đưa một tay trước mặt nó mà. Đưa nãy giờ rồi. Đưa mấy chục lần rồi đó. Cái chia sẻ này lừa người quá. Không có lừa, đây qua tên lừa hết á. Tự chơi tự chịu à. Đúng rồi. Muốn gia nhập thì anh phải chấp nhận. Quần nó cong cái đầu nó lên câu, không cái đầu nó phè cái mang á. Phè mang ngang á. Anh lấy tay em búng qua mũi nó cái.
Ủa? Đó, thấy chưa? Chơi dạy không vậy? Không có, trước em chọc nó vậy mà. Chơi dạy không vậy? Bốn mũi cái này. Bốn mũi nó cái là nó ngóc đầu lên. Con lái tay nó luôn không? Hả? Xeo, xeo tay nó không? Sao không tới, đừng bốn mũi trước. Hú. Không, rất là nhẹ nhàng. Ủa? Không, rất là nhẹ nhàng. Ủa? Rồi. Rồi xong. Ủa? Đây là giả chết. Đây là cái màn giả chết của nó. Đây, sao rồi? Giả chết á. Giả chết á. Rồi, giả chết á. Nó là kẻ thù rồi. Thì anh Thịnh thì ảnh đã trải qua máu nè, răng nữa nè. Một cái màn gọi là thử thách. Dính cái răng nè. Gia nhập vào góc chia sẻ. Và anh đã vượt qua được con rắn ổ ngừa và em đã giải chết rồi. Giải chết là thấy cưng không? Răng dính nè. Cái nhíp còn nhỏ. Này nè, rồi giải chết nè. Chuột vô cái nhíp vô. Giải chết kìa. Bây giờ anh cứu người nó đâu làm gì anh đâu. Thôi, thôi. Chơi dạ vậy đó, mình cứu đi. Con này nó hay giải điên lắm, giải chết. Đúng rồi chú bộ, nãy giờ sợ chứ bộ. Hả? Sợ á. Sợ không? Nhưng mà vì mục đích bất chấp đoạn. Thì nói chung là anh Thịnh vẫn chưa tiếp xúc nhiều cho nên là đúng ra là anh phải đưa tươi trước á. Giả chết rồi. Đúng, nó có giả chết rồi. Không nghe, anh em mình đến nha, nha. Mình giao lưu cảm tình cái nhẹ thôi nha. Mỏ nó chết là sao vậy? Giả điên á. Giờ anh Hùng được rồi. Hùng nó luôn chứ Hùng không phải trúng chứ. Hả? Chứ Hùng lại là mệt á. Hùng xa thôi. Hùng nói chứ. Đó, giả điên à. Giả đâu. Nói các bạn, con rắn nó giả chết thì vậy. Nó giả chết rồi đó. Giả chết, méo môi luôn. Công người giả chết đó. Đang giả chết á. Giả chết giống như nghi mệt vậy. Vậy làm sao nó tỉnh? Chút xíu à. Giờ anh đi giao khác đã tỉnh rồi. Ba rắn này chết là sợ gì nó. Giờ anh đi giao khác đã tỉnh à. Nghe hỏi người giả chết. Cách tự vệ của nó. Bây giờ chết là anh nổi mà. Sau khi cuộc đấu là cái cách tự vệ của nó. Và cuối cùng thì anh Thịnh đã thành công. Yeah. Nhai hả? Hả? Thôi để anh nhai cho nước miếng anh sạch hơn. Có nhai luôn rồi. Ghê vậy? À. Thôi gớm không? Gì đâu. Em vết thương em chích người chưa? Chích người dạ chưa? Em đánh đập cắn bao nhiêu con vô đó là không cần chích người đó. Cầm đi. Đập chưa? Lấy độc chưa độc kìa. Chứ, em giờ là miễn nhiễm luôn á, anh tin không? Hả? Miễn dịch với rắn rồi. Thôi mà anh dịch. Rồi, anh đã là thành viên của góc chia sẻ. Không bây à. Giờ anh kêu cái cảm nhận của anh như nào anh Thịnh? Nói chung chi là thì nói đầu cũng hồi hộp, chưa biết nó con rắn nó như thế nào. Ừ. Thì cũng gọi là tò mò. Ừ. Thử sao cũng hơi rung. Qua rồi giờ cũng còn rung. Không mà lúc đầu á thì em kêu là lấy con hổ dợn 3kg á để cho anh thử, nhưng mà chuột kêu là vì anh thì nói chung chuột không thương anh. Nói chung là anh thì vậy, như là mình ít tiếp xúc với nó nên là chuột kêu là thôi bắt được cái con hổ ngựa này nè cho anh thử. Không, mình thử rồi xong rồi phải không? Mình bây giờ rồi. Là anh đã vượt qua, anh là thành viên góc chia sẻ. Xin chúc mừng anh. Rồi. Thôi video mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người trong video sau. Nếu mọi người thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem. Mình với lại tất cả mọi người ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả. Xin chào.